What's up? Hello các bạn, quay lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay sau một khoảng thời gian mà mình đã cho các bạn show một cái clip mình bị một cái tai nạn thật sự là đáng tiếc. Giá như mình sẽ bị ở một cái trạng thái là mình đang cử một cái mức tạ, nó thật sự là nó rất là thích đi. Mình bị một cái trạng thái mình cũng hài lòng nữa, nhưng mà sự khá là mệt mỏi khi mà phải hứng chịu một cái tai nạn không thể nào ngờ tới được, đó là rách cái phần ngực ở đây đó. Bây giờ mọi thứ nó đã cảm giác ổn định hơn rồi, mọi thứ đã ok. Chỉ vòng vòng hôm nay là ngày thứ 11, đúng 10 ngày mình đã khắc phục, nhưng mà tình trạng bây giờ nó vẫn chưa bao giờ kháng lực được. Thì hôm nay một cái buổi chia sẻ về việc là trên cái đoạn đường mình sẽ chinh phục một cái giải đấu đại hội, nhưng mà đáng lẽ là mình thi một cái giải đấu ở Đà Lạt đã còn 3 tuần nữa tới rồi, mà phải dừng lại để mình có thể trị liệu, phải dưỡng những cái chấn thương như thế này. Và đây là một cái lần chấn thương đầu tiên mà khi mình chơi trong cái môn. Thật sự là đó giờ các bạn có biết là mình rất là e ngại về tập nặng, tại vì đối với bản thân mình nha, mình xem môn thể hình này nó sẽ như là một môn xúc tác cuộc sống mình nhiều hơn, chứ mình không có sống chết với nó nhiều. Bởi vậy mình đem nó ra để trải nghiệm rất là nhiều cái, để có thể cung cấp cho bạn nhiều phương pháp, hoặc là cho bạn những cái cách để nói chuyện một cách nó dễ hiểu hơn qua những cái lời nói mà mình đã chắt lọc từ những cái động tác mình đã tập, hoặc là mình xem nó coi là đơn giản, sau đó mình sẽ truyền tải cho các bạn qua những cái video. Thì không có ngờ tới thì bây giờ mình đã bị một cái chấn thương. Có thể là không nặng lắm, nó chỉ là thuộc cái dạng rách loại 2 thôi. Nó vẫn có thể khắc phục được một cách nó nhanh chóng, từ trong vòng 3 tuần tới 5 tuần là sẽ hết hẳn hoàn toàn. Nhưng mà đây là cũng là một cái kinh nghiệm giống như để cảnh báo cho các bạn nào đang tập luyện, đang có những cái dấu hiệu mà nó đơn giản mà bạn nghĩ là nó là chỉ là mỏi thôi. Ví dụ như là mình cũng có suy nghĩ rất là nhiều là tại sao mình lại như thế mà mình lại bị tệ hại như vậy. Chẳng hạn như là mình bị hai lần trong mùa dịch là mình sẽ bị đau thần kinh tọa, là coi như cũng bị thoát vị đĩa đệm nhẹ, do cũng vấn đề mỏi lưng, do tình trạng ngủ được gọi là ngồi quá lâu, và sau này mình sẽ break, được gọi là mình sẽ bị một cái tình trạng là mình đang roll, và thế là mình sẽ bị sụm lưng đó. Bây giờ tới thêm cái này nữa, thì bây giờ rất tiếc là lúc trước mùa dịch thì không thể nào quay cho các bạn những video mà được gọi là khắc phục về bệnh được gọi là đau lưng được. Thì bây giờ sẽ là một buổi trị liệu của mình với một kiến thức cơ bản của mình có hỏi một số người bạn ở bên nước ngoài và bạn của mình nữa, và mình có thăm khám với bác sĩ, và mình đã có đủ một kiến thức để có thể tự có thể quản lý trị liệu tại nhà. Thì đây là những cái bài cơ bản mình hãy lấy được sức lực của mình. Và bây giờ mình đang mất hai cái, đó là sức dẻo dai, là sức được gọi là đàn hồi của phần sợi cơ ngực, và thứ hai là sức mạnh cử mức tạ lên. Thì hôm nay mình sẽ cho bạn xem một buổi tập của mình như thế nào, của một cái buổi quản lý trị liệu mà tại nhà, để mình có thể lấy nhanh chóng vào lúc 7 ngày nữa, 7 đến 14 ngày nữa để mình lấy được sức mạnh thật nhanh. Và tất cả các nhóm cơ hiện tại trên cơ thể của mình nha, diễn tập bình thường nha. Ví dụ như là lưng đi thì mình mới tập gần đây thôi, tầm cỡ tuần trước, tầm ở cách đây 4 ngày. Còn vai thì cũng tập nhẹ để giữ thôi. Còn đùi là mình sẽ tập mạnh nhất để mình có thể giữ được cái độ pump của sợi cơ và burn calorie liên tục trong quá trình này, để mình tránh trạng thái là mình bị được gọi là rơi vào một cái trạng thái nó over quá, sẽ không bao giờ mà siết lại được. Đó là những cái mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và lưu ý nha, mình sẽ thấy một số comment á là các bạn nói là mình chỉ ăn chỉ tập, rồi mình chỉ rất là nhiều cái cho các bạn, rồi rút cuộc mình là một thằng chích steroid xong rồi mình sẽ chỉ các bạn xong rồi các bạn sẽ không làm được. No, các bạn sai rồi. Thật sự á, đối với mình trên khía cạnh là mình đang chỉ trên phương pháp dành cho các bạn sinh viên, các bạn cứ áp dụng thử đi, các bạn sẽ thấy được là bạn sẽ tập rồi bạn sẽ ăn uống như vậy á, nó sẽ tiết kiệm cho bạn, mang lại bạn một cái được gọi là cái kết quả tầm cỡ 60%, mà tùy theo sự cố gắng của bạn nữa kìa. Miễn sao bạn cứ nâng tạ nặng lên xong rồi bạn ăn uống là sẽ ok, chứ không phải là mình đang lấy cái thể trạng mình ra xong rồi mình show cho các bạn xem mà nói với bạn là nên tập tự nhiên đi, xong rồi bản thân mình lại chích steroid xong rồi mình chỉ dạy bạn. No, mình đã nói thẳng từ đầu rồi, mình là vận động viên, mình nói thẳng là mình đang có xúc tác testosterone và một số thành phần khác để có thể phục vụ cho quá trình thi đấu của mình, và mình đang sẵn trên đoạn đường. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái tip dành cho các bạn sinh viên muốn thay đổi body mà đang thực sự lăn tăn và nhiều thứ. Đó là những cái quan niệm cá nhân của mình, và bạn hãy nhớ slogan của mình lúc nào cũng vậy, là rõ ràng trong từng lời nói. Mình chả bao giờ mình chất gọi là ẩn ý với bạn cả. Ok, đối với mình á, thì khi mình bước vô vật lý trị liệu á, thì mình sử dụng một cái khăn, rồi mình sẽ nằm dưới cái khăn đó thực hiện những động tác giãn. Thì trên nguyên tắc là cơ bắp của chúng ta là cấu thành đa phần
được gọi là tóm tắt nha, cơ thể chúng ta là 75% là nước, thì từ cơ, nội tạng hay là tất cả những cái gì trong bên trong cơ thể chúng ta đều có thành từ nước cả. Và lúc này khi cơ thể của mình bị rách hay là bị tổn thương thì một khoảng thời gian mình không có tập luyện trên cái phần upper này á, thì lúc này ở trên sẽ bị rút nước lại. Bạn thấy cái chắc chắn ở bên đây á, là lúc trước mình sẽ coi bằng hình trước đi, nó sẽ bị đỏ, nhưng mà bây giờ nó đã bớt rồi, tức là từ từ nó đang lành lại dần và những sợi cơ nó được gọi là phục hồi lại. Mình đã có thể dung nạp rất là nhiều giới hạn như protein vào trong thời điểm này. Có thể là các bạn nghĩ là mình có thể nói các bạn là nếu các bạn là sinh viên, các bạn không sử dụng whey protein, thì thật sự trong thời gian này whey protein là rất là cần thiết, tại vì nó là một cái dạng amino acid hoặc là acid amin, hai dạng đó nó có rất là nhiều trong whey, nó sẽ cung cấp cho mình và họ nhóm cơ rất là tốt. Mình bổ sung thêm glutamine nè, rồi creatine nè, bạn thấy đi, tất cả mọi thứ đều trên nguyên tắc là làm cho cơ thể mình trữ nước lại để phục hồi. Phục hồi là một trong những cái nguyên tắc để có thể phục hồi nhóm cơ, lành vết thương, làm sao cho acid amin chạy tới để có thể phục hồi được. Thì đó là một trong những cái cũng như là một cái chủ đề mình muốn truyền tải các bạn, là khi mà tập luyện á thì các sợi cơ của bạn nó cũng sẽ ở trạng thái bị nứt như thế này, thì nó nhức nhẹ thôi. Mỗi lần bạn lên một mức tạ đi thì bạn sẽ cử rất là nặng, và lúc này bạn sẽ phải dùng hết sức để có thể đẩy cái phần tạ lên bao nhiêu rep, và bạn sẽ cử được bao nhiêu set trong một cái bài tập đó. Thì lúc này bạn sẽ mang cái cơn đau rách cơ nhẹ về, thì bạn phải ăn uống protein cá phát vào, thì lúc này bạn sẽ lành nặng hơn. Thì còn đối với trường hợp của mình á, là mình bị chấn thương, tức là mình bị rách cơ, là nhóm cơ của mình nó sẽ bị rách ra luôn, thì lúc này mình theo nguyên tắc của mình á, là mình sẽ ăn uống thôi, nhưng mà thời gian này nó gấp rút về thời gian, gấp rút về rất là nhiều thứ, nào là tháng 11 mình phải đại hội nè, và tháng 6 này mình phải Đà Lạt nữa, nhưng mà mình đã từ chối một cái giải đấu rồi, bây giờ mình còn 5 tháng 6 tháng thôi mà mình không phục hồi kịp á, thì nó sẽ rất là tiếc, tại vì năm nay là một năm đại hội, mà một trong những cái giải mình đang rất là muốn đi thi. Thì một cái chủ đề để truyền tải cho các bạn như thế này, là trong cái môn này nó có rất là nhiều khía cạnh, nào là ăn uống, supplement hay là kể cả steroid, thì ba cái này mình không bao giờ mình bác bỏ cái nào hết. Trong cái video của mình hay là tất cả các vlog của mình không bao giờ bài trừ, mình chỉ cho các bạn một cái cánh chích, một cái cách ánh mắt nhìn một cách nó rộng hơn thôi, tùy theo mục đích nhu cầu, tùy theo cái cách bạn sử dụng trong khoảng thời gian, hay là tùy theo cái mục đích gấp hay là không gấp dành cho các bạn, để bạn có thể sử dụng theo đúng phương pháp thôi. Ví dụ như là bạn đang muốn có một thân hình nó khỏe đẹp bình thường rồi không muốn tốn tiền nhiều, cứ thế mà ăn thôi, ăn rồi củng cố những cái vitamin từ khoáng chất rồi rau củ quả gì đó. Còn thứ hai, bạn nào có điều kiện thêm nữa thì bạn sẽ cung cấp vào một số supplement đơn chất hay là whey protein, BCA hay là creatine gì đó, rất nhiều cái để cho bạn có thể rút ngắn được thời gian và đạt được một body theo cái yêu cầu mà bạn sẽ đặt ra trong khoảng thời gian đó. Thì đó là giúp cho bạn có thể tiện lợi hơn về thời gian, rút ngắn thời gian nè, hay là bạn có thể đi làm mất quá nhiều thời gian, bạn có thể sử dụng supplement trong quá trình mà bạn có thể tập luyện. Và cái cuối cùng là khi bạn có một nhu cầu thật sự thích đáng mà bạn muốn hy sinh, được gọi là hy sinh cho dễ ha, hy sinh tức là hy sinh về thời gian nè, hy sinh về nhiều cái thú vui khác nữa để tập trung vào, để có thể diet, để cho một cái quá trình siết cực đạt một trạng thái đẹp nhất để bước lên sàn, thì lúc này khả năng cạnh tranh nó sẽ được xảy ra. Thì lúc này cái việc sử dụng steroid thì tùy mục đích mọi người, tại vì hàng ngày mọi người đều hút thuốc lá, ai biết hút thuốc lá đều là điều nguy hại cả, nhưng mà ai cũng hút hết. Nhưng steroid thì các bạn lại suy nghĩ nó là một cái gì đó nó thần thánh, thì cũng không phải đâu nha, nó cũng sẽ là một cái gì đó có hại, nhưng nó sẽ đi đôi với lại sự cạnh tranh. Cũng giống như việc hút thuốc lá, ai cũng biết hút là hại nhưng mà họ vẫn hút vì sự tỉnh táo. Thì đó là những cái thông điệp truyền tải cho các bạn. Thì cái buổi này hôm nay là một buổi trị liệu của mình trị liệu tại nhà. Sau khi mà thực hiện buổi này xong, mình sẽ giãn cơ, mình giãn lại để cho nó trở lại như bình thường, để cho mình có được một sự đàn hồi linh hoạt nhất. Tại vì hôm nay là buổi tập vai của mình, thì hôm ra mình sẽ giãn, mình quay một đoạn clip nhỏ để cho mình các bạn thấy là mình đang quay trở lại tập luyện trở lại. Thì tiếp tục sẽ có những chuỗi series bắt đầu tập luyện cho những bạn cơ bản, mình đang tập những thứ cơ bản lại, thì mình sẽ quay những cái clip tập cơ bản, làm sao những động tác nó bình thường, đơn giản, tác động lực như thế nào đó, để cho những người có thể mới bắt đầu tập từ 1
tháng cho tới 6 tháng ha. Còn lại thì những cái video trước Baby Black hay là Upper Blower dành cho những người đang tập trên 6 tháng và đăng người cảm nhận lên. Tại vì mình thấy có một số bạn comment là anh ơi, tại sao những video clip hồi trước anh làm á, nó có những cái tập cơ bản lắm mà sao bây giờ đã xóa hết rồi. Thì tại vì đó là ở kênh cũ đó bạn ơi. Còn bây giờ bữa cơm bên đây mình cảm thấy là đang còn thiếu một cái phần đó. Thì trong nhân dịp bây giờ, nhân dịp mình đang phục hồi trị liệu và chắc chắn mình sẽ không tập nặng được, mình chỉ có thể tập bằng cách là kích hoạt sợi cơ thôi. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái size, tại vì do mình đang có được một cái trí nhớ cơ bắp, nó vẫn giữ được trí nhớ cơ bắp của mình bây giờ, và mình vẫn giữ được protein carb fat nó đều, chứ không mình không có bỏ nha. Mình như 11 ngày tập luyện rồi, nhưng mà mình không tập ở phần trên nhiều thôi, nhưng mình vẫn tập phần lower và nó vẫn giúp cho mình burn calorie lên và giữ được trạng thái cơ thể như thế này. Bạn thấy đi, tay thì nó sẽ mất recoil rất là nhiều rồi, không, tay chân này nọ gồng lên thì bạn thấy đi, size tay đã nhỏ rất là nhiều rồi. Ngay phải phần ở đây mình đã bị rách một nhẹ một ít ở đây. Bạn nào có thấy cái clip trước thì nó bầm hết chỗ này rồi. Thì đó là 11 ngày thực sự kinh khủng đối với mình. Mình nhìn cảm giác mọi người tập nặng mình rất là thích. Nhưng mà mình phải cố gắng để mình có thể kiềm lại đấy, ngày hôm nay để trị liệu từ từ lại. Thì thôi, nhân dịp ngày hôm nay luôn, bắt đầu sẽ chuỗi series tập lại cho những bạn đang từ 1 tháng cho tới 6 tháng, bắt đầu vào môn gym, khởi động như thế nào, tập luyện cơ bản như thế nào. Đơn giản một ngày như vậy, tập từ 4 cho đến 5 bài cơ bản dành cho môn gym để cho các bạn mới bắt đầu. Ok, nhớ like, subscribe, ủng hộ, mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình để có thể có thật là sự là nhiều những cái sự quan tâm đến các bạn về những video của mình. Và mình mong á là sắp tới sẽ có nhiều cái phong trào hay là cái giải đấu sắp tới mà bên team của mình sẽ thi đấu mà các bạn sẽ ủng hộ, hoặc bạn nào đang có nhu cầu hoặc là bạn nào muốn thật sự đam mê về cái môn thi đấu này, hay là bạn muốn giải thông về tất cả cái kiến thức thể hình một cách đơn giản và dễ hiểu, không lệch lạc về tư duy cũng như không lệch lạc về cách sử dụng supplement quá đà hay là sử dụng steroid quá đà, thì bạn có thể tham gia khóa học của bên mình. Tại vì bên mình luôn luôn có hai khóa học, là khóa học The Body và khóa học về NT Home Gym. Tức là bạn tới để bạn có thể học, như bạn có thể làm PT được nè, bạn có thể học về full kiến thức nè, bạn có thể sale bán hàng được rất là nhiều. Thì bên đội ngũ bên mình đã hoàn thành được tất cả mọi thứ để có thể phục vụ các bạn. Và bên đây team của mình hiện tại đang cũng có hơn 30 mấy người, mình cho là 40 mấy người hơn. Thì sẽ có những giải đấu sắp tới, tụi mình sẽ có hai team, một team là sẽ chuyên về đi làm, một team chuyên về thi đấu. Tụi mình sẽ có những giải đấu và sẽ có những series tuyệt vời để các bạn xem. Ok, nhớ like và subscribe nha, và ủng hộ mình. Chắc chắn những cái này là những thứ khó khăn thôi, mình sẽ giải quyết rất là dễ. Mong mọi các bạn có thể cùng mình để khắc phục.